Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Việt Nam Vượt Cảnh của mình. Đây. Đây tuyệt vời. Nay là mình đi giao cái đơn mấy cái máng leo cho rùa nữa các bạn. Đó, mình giao cho thằng em. Thì nay sẵn qua review cái kho vũ khí bí mật quân sự của nó luôn. Đây là thằng Nguyễn Hùng Cường. Này thì này trên hội rùa chắc anh em cũng biết nó nhiều rồi. Ai biết đâu. Đây, nay mình sẽ đột nhập, gọi là nằm vùng đó, mình vô mình điều tra cái gọi là cái khu nuôi nhốt động vật hoang dã của thằng này. Trời ơi các bạn coi nó ghê không, nuôi quá trời luôn, này còn hơn cái sóc mình nữa bạn. Đây nữa nè, đó đây là cái khu nuôi rùa của bạn Cường nha các bạn. Này là nhét vô đây đúng không? Thử mở cái vòng ra. Để mở cái vòng đó nè. Mở vòng sao? Ịn vô xong rồi dẫn nó lại. Hay là để đây ta? Dì ba tháo ra. Tháo ra rồi dẫn vô đây. Mở cái dẫn ở đây đúng không? Ừ, rồi dẫn cái núm kia vô. Xoay cái núm, đúng rồi, bóp vô cái núm đó, xoay. Đúng rồi, nó đẩy vô. Để đây nó có leo lên ta. Một cái ở đây nè. Cho leo lên chứ nó nghỉ. Đây các bạn, sẵn review cái sản phẩm ở bên shop mình luôn nha. Đó, cách lắp đặt thì rất là đơn giản. Nhớ đưa tiền VR nha. Đó, cách lắp đặt thì rất là đơn giản nha. Mà cái này hồ nước, nước nó làm cao quá con rùa. Đến đây nó cũng đâu leo được đâu, hạ nước xuống mới được. Thôi, để đó đi. Qua review rùa nè. Đó, mấy khu bên đây thì có mấy em rùa. Ý, con này dữ quá. Đây. Con mong thuận. Đây là một cái con common, con này đâu có thuận. Nghe quảng cáo thấy nó thuận. Thuận nhất bây giờ rồi. Con này da trắng bóc mà. Cái yếm này là yếm lai rồi. Yếm của thuận nó cũng đen xì à. Từ đó giờ chưa bao giờ dính thuận chủng đó. Ừ. Đây là rùa bản đồ, rùa map. Con này thì mình con này thì mình đã từng làm review cho bạn xem rồi. Đó, bên shop mình làm rất là nhiều video về cái loại rùa map này rồi ha. Các bạn thấy cái mô hình nuôi của bạn Cường nè. Đó, rất là đơn giản. Nuôi sau này mấy bạn nuôi theo kiểu giống mình hết, gọi là tối giản á. Đó. Chứ không phải là càng ngày càng lười á. Nói thẳng là càng ngày càng lười á. Đây là một bạn em tai đỏ khác. Cái loại này là tai đỏ mà gọi là gần như là thuần chủng đó các bạn. Cái mai ở ngoài tự nhiên sẽ như thế này. Đó, rất là đẹp. Con này là con cái. Con bên đây map này map đực nè. Ừ, map đực. Có mỗi con này đực thôi. Con này là rùa công. Mày lấy cũng sắp ăn được chứ. Đó, con này bạn này bạn lấy bên shop mình. Còn đây là em tai đỏ albino. Đây là rùa vàng trăm tỷ không bán nè các bạn. Đó, nó nằm trong cái khu này luôn ha. Có mắt đỏ rất là đẹp. Ở nhà trong kia, ở đây khu chung cư nên nói chuyện hơi ồn các bạn. Thông cảm ha. Rồi lên cái màu vàng khe luôn. Hàng tiện á. Bao đẹp luôn ha. Rồi xuống dưới bên đây. Bên đây coi có gì đây. Tối hù. Ây chết cha. Không sao. À, chủ nhân không thấy, chủ nó không thấy. Đây là một em rùa quạ nè các bạn, rùa cổ bự. Con này thì ở trên kênh mình cũng đã từng review rồi ha. Đó, một em rùa cổ bự size sinh sản nha các bạn, rùa quạ đó. Ủa, size đó là sinh sản rồi. Ừ, rùa quạ nó cỡ này nó hết cỡ rồi. Ở đây có một em rùa câm nữa các bạn. Đó, một em rùa câm size khá là lớn ha. Rùa câm này á, cái video tiếp theo mình sẽ làm cho bạn xem về hai cái con rùa câm thể đột biến ha. Nó cũng xem sao con này. Và mình cũng sẽ lấy một cái con rùa câm bình thường để mình review luôn cho bạn xem sự khác biệt giữa những con đột biến nó như thế nào. Đó. Vậy là sắp có tiền đi ăn. Thì đó, ở dưới đây là sẽ có hai con rùa câm. Lên trên đây, trời ơi con gì bự dữ nè. Chà bá lửa luôn. Đây để coi con gì đây. Đây là rùa đất Bukin nha bạn. Đây. Con này thì nó nhát lắm, nó không có chịu chui ra đâu. Phân biệt giữa rùa đất Bukin với rùa đất lớn rồi đất Sebon nó dễ lắm các bạn.
con Sebon á, cái bụng nó đang thui thù lùi à. Con Mukin á thì tùy con, nó có thể là nó rẻ quạt, còn có một số con thì yếm sẽ trắng luôn như thế này ha, nó không có rẻ quạt đâu. Đây, phân biệt rùa đất Mukin rất là dễ, nhìn cái da nó, trên cái cổ nó sẽ có những cái đường cam cam á, đẹp lắm. Con này cũng khá là lớn rồi các bạn, tầm này chắc size 14, 15 hoặc 16 vậy đó. Lâu quá cũng chưa có đo một cái gang tay của mình nhiều nữa. Thôi kệ đi ha. Nói chung là một em rùa khá là đẹp. Đó, nuôi không có máng leo, không cần gì hết. Đó, nuôi gì không thôi. Rồi cái hồ cộng đồng này quá trời luôn. Nói shop tôi cũng không bằng bạn này nuôi nữa. Đây, đây là một cái em rùa câm size nhỏ hơn. Đó, nhìn cute không? Quá trời câm luôn. Rồi, mấy em này là mấy em rùa bon nè các bạn. Bon, nhưng mà bon này là bon yellow, nó rùa bon vàng, đẹp không? U, con này con gì mới rớt vô hồ nữa bạn, nhìn lão quá. It's the mind-boggling. Trời ơi, con này 1 tỷ bán không? Ok em, lụm luôn, con này 500 quá lời các bạn. Nó giỡn xíu thôi, con này là con rùa alligator. Loại này thì bây giờ trên thị trường khá là hiếm. Nói chung là con này thì nuôi vui vẻ. Tiếp theo là một con bon, mà con này là bon nó không có vé lộ lắm, nó hơi brown một chút ha. Đó, nó hơi nâu nâu một chút. Nhưng mà đẹp, cũng nhưng mà cũng đẹp. Nhìn nó giống hai bô các bạn ha. Nó mà che cái phần yếm nè, đó, nó nhìn trên này nhìn nó giống hai bô á. Cái đầu nó cũng vàng vàng nè. Nhìn y chang hai bô luôn, nhưng mà xui cái là không phải ha. Con này là bon bình thường, bon normal mai sáng. Đó. Ông này cũng thích chơi đá dữ ta. Nay một hồ này một nùi đá luôn. Thôi cất con này đi. Nó ấy nắm bây giờ. Còn mấy con đá lượm nè. Trời má ơi, nó chơi đá kìa. Nó chơi đá này các bạn. Một nùi đá. Bên này là 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 6 con. 6 con đá. Bên này thêm 1, 2, 3, 4, 4 con nữa. 10 con. Ủa con này là, nè. Con này là rùa bon Nhật nữa các bạn. Con này thì mình chưa có làm clip review ha. Thôi sẵn review cho các bạn xem luôn con rùa bon Nhật nè. Đó, rùa bon Nhật với lại rùa bon bình thường nó sẽ khác nhau như thế nào. Đó là con rùa bon Nhật á, cái mai nó mỏng hơn rất là nhiều. Và nó sẽ có cái màu gọi là xanh xanh đó các bạn. Xanh xanh với những cái đốm da beo nè. Thấy không? Là cái yếm nó sẽ khác biệt luôn nè. Đó, yếm nó màu đậm hơn rất là nhiều. Đó, những cái hoa văn ở bên rìa mai nó cũng vậy nè. Cái đầu cũng khác luôn ha. Đó, đây là rùa bon Nhật Bản hay gọi là GAV bon đó các bạn. Javan Antivirus bon. Còn đây là con rùa bản đồ. Con này thì giống con nãy review rồi. Rồi quá trời luôn các bạn. Mai đừng báo công an tới hốt bể luôn nha. Báo gì khách hàng tiềm năng báo gì không biết. Đây. Đây là con rùa Red Ear Slider, hay còn gọi tắt là rùa tai đỏ. Còn gọi tên né tránh thì nó là rùa xanh mini, nhưng mà con này hết mini rồi các bạn. Con nó háo cái mỏ ra nè. Con này là nâu bự bự rồi chứ không còn là xanh mini nữa. Con này là một con cái luôn ha. Đúng rồi. Qua anh đây. Thêm một con con này là khác nè các bạn. Con này là Pink Belly Slider. Bụng vàng ông nha. Ừ, bụng vàng. Hàng riêu, chính hãng. Nhưng mà bụng con này thì chưa xuất sắc lắm, nó vẫn còn chấm nè. Con ở nhà mình thì nó full vàng hết luôn các bạn. Nhưng mà con này là đang nước mai nè. Đó, nước mai phát triển rất là tốt. Và con này cũng là một bé cái luôn ha. Quá đỉnh luôn. Đó, mai đẹp ghê. Kéo nó lên đi. Kéo lên chị. Thầy thò cái tay vô chứ, cái bể hơi sâu á. Thôi, thì đi xong rồi. Còn con đực nữa. Con đực nào? Hai con luôn hả? Ừ. Đây các bạn, còn thêm con đực nữa y chang con kia. Rồi, xong rồi đó. Giờ tới trên này. Trên này có gì đây? Ê, mượn. Đây các bạn.
Ủa không phải, không phải, không phải. Lộn lộn lộn. Đây đây đây. Đây là con này là common common hộp mít các bạn. Đó, common mít. MUSK đó bạn. Nhiều khi đọc mút với lại mít các bạn khó phân biệt ha. Common mít này thì sống nước sâu được, bơi thoải mái, săn mồi rất là tốt. Sức khỏe cũng trâu bò lắm. Từ bé tới giờ chưa bệnh. Đúng rồi, chỉ bị gãy móng thôi. Con này bị gãy móng nè. Còn tiếp theo ở dưới này nó có một con. Con này thì các bạn cho các bạn đoán trước đi rồi mình nói sau ha. Đây, con này đố các bạn là rùa gì nè. Đó, nhìn nó rất là giống với lại cái con bụng vàng, nhưng mà cũng giống một chút cái con bụng hồng, và cũng giống một chút cái con River Cutter các bạn. Thì đây là con rùa lai các bạn. Nó lai giữa bụng hồng với lại River Cutter. Nó sẽ ra được một cái con màu như thế này. Đó, những cái sọc đặc trưng của con River Cutter nè. Đó, những cái hoa văn mai của River. Nhưng mà cái bụng này là nó cam cam, nó hồng hồng. Cái này phải ra nắng các bạn mới thấy được. Ở đây cái điện thoại mình thì nó thu cái màu không có chuẩn lắm. Đó, rất là đẹp luôn. Còn ở đây có một cái con cá nè bạn. Ở đây có một con cá nè. Nhớt sao vô được con cá hay nè. Rồi tới đồng chí này. Thì đồng chí này là thương binh nha bạn. Mới chữa lành sao? Lành chưa? Này là lành dữ chưa? Đây là một em rùa sao đêm. Tan nát một cuộc tình luôn. Bấy nhầy. Nhưng mà chữa như thế này lanh lợi như thế này cũng ok đây bạn. Bị nắm đầu nè, gãy móng nè, cái này là vết thối yếm nè, nhưng mà cái này lành rồi. Bạn đừng có nhây mà bỏ nuôi lười nha. Mấy con sao đêm này á, thứ nhất là nó rất là dễ nắm, cái thứ hai là nó rất là dễ đột tử các bạn, nên nuôi nó cẩn thận ha. Rồi về với biển sâu đi con, giờ tới con khác. Đây bên này có những con quái vật thực thụ nữa bạn. Con này là common lai hả? Cái này vô. Ở đây nó có một cái con gì nè các bạn. Common lai Florida. Con này danh trội nha. Đó. Cái con flo các bạn. Cái chân trước của nó rất là to, rất là nhiều vảy. Đó. Đuôi con này nó cũng gọi là tầm trung thôi, nó không có xuất sắc lắm tại nó chưa ra rõ năm hàng, giống như là flo dây trội ha. Nhưng mà tính cái đầu nó với cái mai nó cũng là trội nhiều lắm rồi. Đầu thì còn hơi chọc lóc một tí. Không, con này cũng có tiềm năng các bạn, lớn lên cũng khả năng trở thành sầu riêng á. Sầu riêng. Này để em cầm lên chứ. Ừ. Đây các bạn, khoan. Clip này thực hiện bởi chuyên gia nha các bạn, đừng có dạy mà thực hiện tại nhà nha. Rồi đây là một cái em common lai Florida mà size lớn nè các bạn thấy cái đầu. Ô mẹ ơi. Nó cái đầu vô. Ở đây nè, bạn thấy cái đầu không? Đó, gai rất là đẹp luôn. Đây. Gai cực kỳ đẹp luôn. Đực nha. Đó, một con đực cu bự chà bá luôn nè. Vậy là có khả năng con mon của mình là con cái các bạn. Ừ, con mon chưa bao giờ mình thấy cái đầm này. Thôi kệ đi. Cái chuyện mà ai cũng biết luôn là mon là con cái hả? À, hồi đó giờ gọi con mon là mon mập, thằng mon mập không à. Này con này hiền khô hả? À? Đó, con này hiền khô nè. Tí chung. Nó táp với cái tàu cười vậy nè. Này là nuôi chung với đầm mon mập của nhà anh Bình. Sai lớn nhiều. Nó như chàng vậy. Khoan đã. Không, nếu tính ra con này thì nó nhỏ hơn con mon mập của mình tí. Này hiền khô à. Con mon mập của mình cầm gì không có được đâu các bạn. Cầm phải hai tay cầm chắc lắm mới được, chứ không thôi là nó quẩy banh xác. Ừ, con mon mập của mình cái đuôi nó giống con này nè, là con cái rồi. Này con cái. Ừ, cái. Trời ơi chết cha, đó giờ kêu thằng mon mập. Này là hoa hậu rùa. Tội nghiệp con bé. Dạ khiến khích. Ừ, là con này trước tham gia hoa hậu rùa đúng không? Ừ, đúng rồi. Dạ. Cái gì mà hình như nó trong cái lâu đài giấy đúng không? Không, con này là con giải tư, xém giải ba. À, nói chung là cũng có giải rồi vậy. Đâu kéo cái đầu ra anh coi nha. Kéo đầu ra, anh muốn kéo điều nào? Muốn cầm kéo, cái đầu đó kéo ra cổ, kéo cổ ra. Thôi đừng làm gì phản cảm lắm.
Thôi nó tỉa ra. Không, con này thì ghen nó không có chọi. Ừ, con bên đây cái đầu đẹp hơn nè. Này nuôi từ lúc mới chơi đến giờ. Quá dữ luôn. Con này là mua size lớn nè. Con này à? À. Con này là đợt ông nào ông gửi em được 2 năm rồi mà vẫn chưa quay lại lấy luôn. À là gửi xong quên luôn cái gì? Ờ, em bán rồi, không gửi tới giờ luôn. Rồi, tới bên này. Con bụng hồng này nhìn thì phản cảm lắm. Bên con này thì các bạn có thấy một bé bụng hồng nè. Hàng này là hàng Âu mới tích đó các bạn. Hàng riêu nè. Đó, bụng hồng lè luôn. Trời ơi, mày sao ngôi cho nó hay gì vậy Cường? Sao ngôi nó hả? Ngôi. Ăn cam ma nhiều quá, tất hại của cam ma. Con ăn coi cái mỏ nè. Má ơi, con này dưới tính gì đây? Dưới tính cá luôn nè. Trời ơi, coi anh mắt gợi đòn không? Coi anh mắt đây nè. Đó. Để thôi, thằng bé mẹ nó gọi cho mày. Đây. Con này là con rùa alligator snapping, rùa cá sấu các bạn. Trên thị trường bây giờ con size nhỏ như thế này đang rất là hiếm luôn. Ê, mày nhìn cái gì? Mày nhìn cái gì? Cho ăn nha Cường ơi, con này ăn được không? Không được hả? Cũng bằng một bộ. Trời, tôi đâu biết gì đâu các bạn, lần đầu tiên tôi review rùa mà. Kênh em này là kém Kama. Cái loại này thì bên mình bán rất là nhiều rồi. Loại này là loại phổ thông nhất cho rùa. Thì anh em mà nuôi rùa mà không có muốn gọi là cho ăn đồ sống sát sinh đồ thì các bạn cho nó ăn cái kém này, kém Kama nha các bạn. Kém này dùng cho rùa hay là cá kiển gì cũng được, mà đa số là người ta cho rùa ăn, rùa với lại cá coi các bạn. Đây là cái dòng kém cao cấp nha, nhưng mà giá rất là rẻ nhất luôn á. Rồi cho ăn đi. Không rẻ lắm. 60.000 cho 100 gram là quá rẻ rồi. Thì cứ tính đâu đó 3 tháng là 1 ký. Với 30 con rùa. 3 tháng 1 ký. Gì vẫn rẻ. Thì thay vì là một tuần ra mua 50.000 cá là anh đủ cho ăn một tuần. 50.000 chiếc mồi đó. Đây các bạn. Đây mọi người coi con Ali nó ăn cám nè. Đâu tao coi coi, chống mắt lên tao coi con Ali nó ăn cám rồi. Đâu chắc là nó không thấy, nó ăn dữ chưa? Tí mà nó dí thì nó ăn đó. Yeah. Ừ. Chắc giờ nó đổi chỗ nó cũng lạ, tôi đừng tin mấy cái loài này. Các bạn thấy nó cho rùa ăn như cho gà ăn, làm cám rồi đãi. Cái dòng đá này nó hơi bị lanh nha, nó biết chủ á đó. Đó ghê chưa, giờ mình gầm mình quăng vô nó cũng ăn nữa bạn. Con nào đói thì dạ. Biết chủ á, muốn kêu ra sân kêu rùa lại dạ lại. Chứ có con miếng vàng á kêu là nó. Đây, cận cảnh cái pha mà ăn ngồi của con rùa lai tùm lum nè các bạn. Thật ra tôi vẫn biết nó là rùa gì đâu, tự nhiên đó là mình bán á. Đó là bụng đỏ. Nó là bụng đỏ tại viên trội. Đây, tay đỏ albino, hửi ăn cám. Đó, quất liền. Không lạnh. Rồi, cứ nuôi càng mãi càng khỏe. Ủa? Ủa, đâu hết rồi? Ăn lẹ chứ vậy? Hai con này chưa cho nè. Không, cái ổi. Cho theo dùng, tao đi từ đây qua đây mà. Nè, qua coi tốc độ ăn như vậy sao chịu nổi nè. Đó. Nó ăn vậy không nè. Trời ơi, lần đầu tiên mình thấy cảnh này các bạn ơi. Quá đã. Nó ăn vậy không á, bảo sao. Nó ăn vậy nè, hỏi sao không tốn cám cho được. Rồi đó, hôm nay qua sẵn dịp đi giao hàng thì mình review sơ sơ cho bạn xem luôn đó, một cái nhà của một bạn fan đam mê. Đây mấy con này nó ăn lia lịa luôn đó, hấu ngồi lắm đó. Mình thì mình chiên lửa thôi các bạn, chứ mình nuôi thì không có nhiều tới mức này đâu. Đó, chủ yếu là anh em có kinh nghiệm anh em chơi. Đó, anh em thỏa mãn cái đam mê. Ai mà có điều kiện tài chính thì chơi như bạn này. Còn ai mà không có điều kiện tài chính. Ai mà không có điều kiện tài chính thì chơi như mình. Đó, đơn giản. Nghiện là chết rồi.
tôi bán thuốc, còn cái vụ các bạn hít hay không là cái chuyện của các bạn. Ok ha, rồi ok, clip kết thúc tại đây, hẹn gặp lại các bạn ở các clip tiếp theo. Hết tiền bia đâu, tiền bia.